Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cây đàn piano Roland có mã model là HP205 nhé. Đây là một phiên bản nội địa Nhật cho nên là ngôn ngữ hiển thị ở trên bàn phím nó sẽ là ngôn ngữ tiếng Nhật. Cho nên là mình sẽ dán chuyển sang tiếng Anh để chúng ta có thể dễ dàng thao tác và điều chỉnh nó và cũng dễ hiểu hơn trong quá trình sử dụng nhé. Đầu tiên để bật nguồn lên thì chúng ta bấm nút nguồn ở đây, bật nó lên. Và chúng ta đợi một chút thì đàn nó sẽ khởi động nhé. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ có, các bạn có thể nhìn thấy có một cái núm xoay này là chính là cái núm để chỉnh âm lượng nhé. Cho to nhỏ ở đây. Đó. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái nút bên cạnh nút tăng giảm âm lượng, đó là nút Brilliant. Brilliant này là để chúng ta điều chỉnh cái độ sáng hoặc độ tối của âm thanh. Cái tiếng nếu mà chúng ta tăng cái Brilliant này lên thì nó sẽ tiếng nghe nó sẽ đanh hơn. Còn nếu như chúng ta giảm xuống thì nghe nó sẽ êm hơn. Đây mình sẽ thử cho bạn nhé. Đây là chúng ta muốn điều khiển nó ấy, thì chúng ta bấm giữ nút Brilliant này nhé. Bấm giữ này. Đó thì ở đây nó đang Brilliant nó đang ở mức 5 nhé. Nếu như mình muốn tăng nó lên thì mình tăng lên hết cỡ là ở nút ở mức số 10 thì cái tiếng đàn nghe nó sẽ đanh hơn. Đấy, còn nếu như chúng ta giảm nó xuống này, chúng ta bấm giữ nút Brilliant này, giảm nó xuống, ví dụ như là xuống trừ 10 đi, thì tiếng của chúng ta nghe nó sẽ êm hơn. Đó, thì đây chính là cái nút Brilliant nhé. Ở cái chế độ mặc định của cây đàn này ấy, thì nó sẽ là ở cái mức 5, là cái mức mặc định nhé. Còn tùy theo sở thích cá nhân của các bạn muốn tiếng nó sáng hơn, thì các bạn sẽ chỉnh cho Brilliant này nó cao hơn. Và các bạn muốn tiếng nó êm hơn thì các bạn sẽ chỉnh cho Brilliant này nó sẽ trừ xuống, nó giảm xuống thì tiếng nó sẽ êm hơn nhé. Thì đây là cái chế độ Brilliant. Đó, còn nếu như chúng ta không dùng đến chế độ này thì chúng ta tắt nó đi. Đó thì đèn nó sẽ không sáng nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái nút ở giữa này. Đây là cái nút 3D. Nó là cái nút bật, tắt cũng như là điều chỉnh cái tính năng 3D của âm thanh. Tức là cái không gian, tạo cái không gian 3D ấy. Đó thì bình thường thì nó sẽ không sáng, tức là nó sẽ không áp dụng 3D. Đấy, còn nếu như chúng ta thích tiếng của nó nghe nó có hiệu ứng hơn ấy, thì chúng ta bật lên thì đèn nó sẽ sáng. Đó, và bật lên chúng ta muốn điều chỉnh nó tăng hoặc giảm cũng được. Tăng lên này, mình sẽ điều chỉnh tăng lên hết cỡ là ở mức 4 này. Các bạn nghe tiếng nó nghe nó có cảm giác như chúng ta đang nghe trong một cái phòng hòa nhạc ấy. Nghe cảm giác nó sẽ có cái không gian 3D. Đó. Còn nếu như chúng ta giảm nó xuống thì ở cái mức 1 thì là cái hiệu ứng 3D của nó sẽ rất là ít. Đó, còn nếu như chúng ta không thích cái hiệu ứng này thì chúng ta cũng có thể tắt đi bằng cách là bấm nó thì đèn nó sẽ không sáng nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nút Reverb. Reverb là cái chỉnh độ vang nhé. Chỉnh độ vang. Thì chúng ta muốn điều khiển cái Reverb này thì chúng ta bấm giữ nút Reverb này. Bấm giữ. Sau đó chúng ta bấm cộng trừ ở đây để tăng hoặc là giảm cái độ vang. Mình tăng lên 10 là cái mức độ vang lớn nhất, nghe nó sẽ vang nhất này. Đó, nghe tiếng nó sẽ vang hơn. Còn nếu như chúng ta không muốn nó vang nữa thì chúng ta có thể giảm nó xuống ở cái mức là 1 thôi thì nó sẽ ít vang hơn. Đấy, còn ở mức trung bình thì nó là ở cái mức 5, là cái mức gọi là mức trung bình là mọi người hay dùng nhiều. Tương tự như hai cái nút Brilliant và 3D, nếu chúng ta không muốn có hiệu ứng vang thì chúng ta có thể tắt nó đi thì đèn nó sẽ không sáng nữa. Đấy, còn nếu như chúng ta bật nó lên thì nghe tiếng nó sẽ vang hơn. Đó. Tiếp theo thì chúng ta có thể bấm giữ hai nút Brilliant và nút 3D này thì nó sẽ ra cái nút Function, là nút chức năng, là cái nút để chúng ta có thể điều chỉnh các cái cài đặt Function ấy, điều chỉnh các cái cài đặt kỹ thuật ở bên trong của cây đàn này. Đó. Với những người mới thì mình khuyên là chúng ta không nên điều chỉnh vào cái phần này nhé. À, còn chúng ta bấm giữ hai nút này một lúc nữa thì nó sẽ tắt đi và nó không còn cái function này nữa. Đó. Tiếp theo, nếu như chúng ta bấm giữ hai cái nút 3D và Reverb này, đây. Đó thì nó sẽ ra cái chức năng Dynamic. Đấy, chúng ta bấm giữ bật nó lên nhá. Đó thì đèn nó sẽ sáng như này này. Thì chúng ta có thể điều khiển này, đây đang là ở chế độ off, tức là nó sẽ tắt cái chế độ Dynamic. Còn nếu như chúng ta tăng nó lên này thì tăng lên mức 3 chẳng hạn, là mức cao nhất, thì cái Dynamic này, tức là nó là cái tiếng bass, nó sẽ trầm hơn rất là nhiều. Đó, khi mà chúng ta bật cái Dynamic này lên này thì nó sẽ là cái hiệu ứng làm cho cái tiếng của chúng ta ấm và trầm, nó rất là khỏe. Đó, còn nếu như chúng ta để chế độ bình thường ấy thì chúng ta tắt nó đi
bình thường là nó sẽ không sáng hai cái đèn này. Đấy, nhưng mà nếu như các bạn, những bạn nào mà thích cái tiếng nó trầm ấm đó, thì các bạn có thể bật nó lên để, thì cái đàn nó sẽ bật cái chế độ dynamic này lên này. Đó, bằng cách là bấm giữ hai nút này thì cái tiếng đàn của chúng ta nghe nó sẽ rất là trầm và rất là khỏe, cảm giác nó rất là ấm đấy. Đấy, tắt đi thì nó sẽ ít trầm hơn. Đó, thì đây là chế độ dynamic nhá. Đó, bình thường thì ở chế độ mặc định thì cái dynamic này nó sẽ tắt. Đấy, còn nếu như các bạn thích thì các bạn bật lên thôi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái nút gọi là nút transpose này. Transpose là để nâng tông hoặc là hạ tông. Các bạn muốn điều chỉnh nâng tông thì các bạn bấm giữ nút transpose, sau đó bấm dấu cộng. Đó, thì nó sẽ nâng tông lên. Còn bấm giữ nút transpose và bấm dấu trừ thì nó sẽ hạ tông xuống. Đấy, với những bạn nào mà hay đệm hát ấy, thì các bạn có thể chỉnh tông bằng cách là bấm giữ nút transpose này nhé. Còn ở chế độ mặc định của nó ấy, thì nó sẽ là ở mức 0, tức là nó sẽ không nâng tông hoặc là không hạ tông. À, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái nút split ở giữa này, là nút chia đôi bàn phím nhé. Nó sẽ chia đôi ra một bàn phím, một bên trái nó sẽ là một tiếng. Đó, còn bên phải nó sẽ là một tiếng. Thì đây là chức năng split nhá, tức là nó sẽ chia bàn phím thành hai phần, mỗi một bên là một tiếng. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta nếu mà chúng ta không dùng cái nút chia này thì chúng ta nên tắt nó đi để chúng ta đánh ở cái chế độ bình thường. Đó. Tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái nút twin piano này. Twin piano nó là cái chế độ hai người chơi. Tức là khi mà chúng ta bật nó lên ấy thì bàn phím nó sẽ chia làm hai phần và hai phần này nó sẽ giống hệt nhau. Đấy. Là nó sẽ chia bàn phím thành hai phần để cho hai người chơi, cho nên là hai bàn phím nó sẽ giống hệt nhau. Đấy, nó khác với split. Split này cũng là chia nhưng mà nó sẽ chia thành hai phần và bên trái một tiếng, bên phải một tiếng. Còn cái twin này thì hai bên nó sẽ giống hệt nhau nhé. Cái còn bình thường thì chúng ta cũng tắt nó đi để chúng ta chơi ở chế độ bình thường. À, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy có một cái nút, những cái nút để chúng ta chọn tiếng này, tiếng piano này, tiếng electric piano này. Đó, tiếng đàn organ này, tiếng đàn string này. Đó, thì nếu như các bạn muốn ghép hai tiếng với nhau, ở đây mình có thể ghép tiếng piano và tiếng đàn string với nhau này. Đấy. Các bạn có thể nghe thấy hai tiếng nó ghép với nhau. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ bấm giữ hai cái nút transpose và split này thì nó sẽ ra cái chức năng dual balance, tức là nó sẽ, chúng ta có thể điều chỉnh được cái âm lượng của cái hai tiếng mà chúng ta ghép với nhau ấy. Đấy, ví dụ như tiếng piano này mình đang để là mức 9, còn cái tiếng string này nó sẽ là phát ở nền thì nó sẽ là ở cái mức 3 thôi. Đấy, còn nếu như các bạn mà muốn như kiểu là muốn cho nghe tiếng piano nó rõ hơn ấy thì các bạn sẽ bấm cộng hoặc bấm trừ để cho nó cái tiếng đàn string nó nhỏ lại. Đây. Đấy, các bạn nghe tiếng piano nó sẽ rõ hơn. Còn nếu như các bạn cộng nó lên ấy. Đấy, cộng nó lên thì cái tiếng đàn string nó sẽ to hơn cái tiếng piano. Đó, thì đây là cái dual balance này, tức là nó sẽ là cái để điều chỉnh cái cân bằng giữa hai cái tiếng mà chúng ta ghép lại với nhau nhé. Còn bình thường chúng ta đánh một tiếng thôi thì chúng ta chỉ cần bấm một nút thôi. Đó, bấm hai nút nó sẽ là ghép hai tiếng với nhau. Đó. Thì đây là các cái nút để chọn tiếng này. Tiếp theo ở đây ở giữa các bạn có thể nhìn thấy này, chúng ta sẽ có một cái nút metronome, nó là nút gõ nhịp nhé. Các bạn bấm vào nó sẽ gõ nhịp. Đấy, ở đây chúng ta đang có cái nhịp là nhịp 108. Các bạn có thể tăng hoặc là giảm nhịp cho nó chậm lại. Đấy, hoặc là tăng cho nó nhanh hơn, tùy vào cái bài hát mà chúng ta chơi. À, bên cạnh nó sẽ có một cái nút beat. Các bạn bấm vào thì nó sẽ ra nhịp. Ở đây mình đang chọn là nhịp 44, tức là cứ 4 nhịp nó sẽ có một tiếng chuông. 1 2 3 4. Đấy, cứ 4 nhịp nó sẽ có một cái chuông. Còn nếu như các bạn đánh nhịp 3 4 chẳng hạn này, các bạn bấm vào cái nút này. Xong rồi các bạn giảm thì 3 nhịp nó sẽ có một chuông. Thì đây là cái chức năng metronome, là chức năng gõ nhịp các bạn nhé. Đấy, bình thường thì chúng ta tắt nó đi thì nó sẽ không còn cái tiếng gõ nhịp nữa. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nút bên phải màn hình này, chúng ta sẽ có một cái nút song, là nút bài hát. Thì ở trong cây đàn này nó sẽ có chia làm hai loại. Một là cái INT song này, tức là cái bài hát mà nó lưu sẵn ở trong bộ nhớ của cây đàn này. Đấy, các bạn cứ bật nó lên. Đó, thì nó sẽ có các cái bài hát, các bạn cộng trừ hoặc là ấy, nó sẽ có các bài hát số 1 này, bài hát số 2, bài hát số 4, 5 vân vân. Đó. Còn nếu như mà cái đèn nó sáng ở cái chế độ EXT song
thì nó sẽ là ở cái chế độ mà chúng ta đang cắm cái cổng USB vào đàn ấy. Đó, nếu như chúng ta chỉnh, chúng ta chọn EXT song này thì cái bài hát nó sẽ phát ở trong cái cổng USB mà chúng ta cắm vào đàn. Các bạn có thể tải nhạc MIDI này để cho vào USB và chúng ta có thể nghe nhạc MIDI ở trên cái đàn này. Đó, thì đây chính là cái chế độ mà phát bài hát nhé. Còn cái INT ở bên trên sáng đèn ở đây này, đó thì nó sẽ là chế độ phát những cái bài hát lưu sẵn ở trên cây đàn này. Các bạn muốn nghe thì các bạn chỉ cần bấm nút play thôi. Đây là bài số 1 này, nó sẽ là P01. Các bạn muốn nghe bài số 2, các bạn bấm cộng nó lên thì nó sẽ ra là bài số 2, bài số 3 này. Đấy, các bạn muốn nghe thì các bạn bấm nút play nhé. Bấm nút play này. Đó, thì đây là cái chế độ phát bài hát. Các bạn bấm stop thì nó sẽ dừng lại. Nếu như các bạn muốn phát nhạc ở trong USB, ở đây mình đã cắm sẵn một cái USB ở trên cây đàn này rồi, thì các bạn sẽ bấm cái nút EXT song này một lần nữa. Đó, thì nó sáng cái đèn EXT song này, EXT song thì nó sẽ là cái bài hát mà mình phát ở trên USB. Đấy, các bạn bấm vào nút play này. Đấy, mình có chơi một bài hát và mình ghi lại trong USB. Đó, thì mình có thể nghe lại bằng cách là chúng ta cắm USB vào và chúng ta phát cái bài hát đó. Bài hát mà ở trên USB nó sẽ là nằm ở trong cái phần EXT song này nhé. Bấm nút stop để nó dừng lại. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể ghi lại một bài hát mà chúng ta chơi bằng cách là chúng ta bấm cái nút record này, cái nút chấm tròn này. Đấy, các bạn bấm nút record này sáng lên và chúng ta sẽ chơi một bài hát nào đấy. Chúng ta chơi một bài hát bất kỳ. Đó, các bạn sẽ stop lại. Đó. Thì nó sẽ ghi lại vào trong cái bộ nhớ của chúng ta để chúng ta có thể nghe phát lại nhé. Thì đây là chức năng record của cái đàn này. Ngoài ra nữa, nếu như các bạn mà đang ở trong cái chế độ bài hát này đấy, các bạn có thể đây tiếp theo thì nếu như các bạn đang nghe bài hát, bài ví dụ như mình là nghe cái bài hát ở trong cái bộ nhớ của cái đàn này, nó là cái bài số 17 chẳng hạn này, hoặc là bài số 22 chẳng hạn nhé. Đấy, thì các bạn bấm nút play nó sẽ phát. Thì chúng ta sẽ có cái nút Accom này, nó là cái phần đệm. Các bạn tắt nó đi thì nó sẽ không có cái phần đệm nữa. Các bạn bật nó lên thì nó sẽ có tiếng đệm trống. Các bạn tắt nó đi thì nó sẽ mất cái phần Accom đi. Các bạn bấm tắt cái lép này đi thì nó sẽ mất cái phần đệm tay trái. Các bạn bấm tắt cái ride này đi thì nó sẽ tắt cái phần đệm tay phải. Đó, các bạn bật accom lên này, bật accom lên nó sẽ phần ra cái phần trống. Đấy. Các bạn muốn nghe cả bài thì các bạn phải mở cả ba cái này lên nhé. Đấy, đây là chức năng của ba cái nút accom, left và ride. Stop lại. Ok. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái nút key talk ở bên phải. Đấy, cái nút key talk này nó sẽ là cái nút để chúng ta điều chỉnh cái cảm ứng lực của cái bàn phím. Đó, thông thường nếu như các bạn bấm gõ nhẹ này thì tiếng nó sẽ bé, mà gõ mạnh hơn này thì tiếng nó sẽ to hơn. Thì cái phần key talk này nó sẽ là cái phần để cài đặt cái độ nhạy của nó. Đó, các bạn bấm giữ nút key talk nhá, bấm giữ nút key talk này. Đó, thì nó sẽ ra cái chữ N là cái chế độ normal, là chế độ bình thường. Các bạn có thể chỉnh lên 2, tức là tăng cái độ nhạy lên, cũng như là giảm cái độ nhạy cảm ứng lực bằng cách là chỉnh xuống low chữ L, L1, L2, hoặc là tắt luôn. Ví dụ như chúng ta tắt cái cảm ứng lực đi ấy, thì chúng ta bấm nặng hay bấm nhẹ thì nó cũng kêu to như nhau. Đấy, chúng ta tăng cái độ nhạy lên bằng cách là đưa về chữ N. Chữ N là mặc định là no mờ nhé. Đấy, thì đây chính là cái điều khiển, đây là cái nút key talk. Key talk là gì? Chúng ta có thể điều khiển cái độ nhạy cảm ứng lực. Ngoài ra thì các bạn có thể nghe những bài hát demo bằng cách là bấm giữ nút ride này và nút key talk này cùng một lúc. Bấm giữ hai nút này cùng một lúc này. Đó, sau đó chúng ta muốn nghe demo của cái tiếng nào, ví dụ như là tiếng piano chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bấm vào tiếng piano nhé. Đấy, thì nó sẽ phát bài hát demo của piano. Các bạn muốn nghe tiếng demo của tiếng organ chẳng hạn này, các bạn bấm vào organ. Đó, như vậy là cái khi mà các bạn bấm giữ hai nút nút ride và nút key talk này thì nó sẽ là cái chức năng demo nhé. Như vậy thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chi tiết cây đàn piano Roland HP 205.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích thì nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.